Ngày thứ ba, các con đến trường. Khu vui chơi dành cho các con ngày nào? Nơi dành cho các con hoạt động, vận động. Thật trống vánh. Các con không được phép vượt khỏi bốn bức tường. Khẩu trang bịt gần như kín khuôn mặt. Và mọi hoạt động của các con đều có sự giám sát của cô. Mọi cảm xúc của các con đều nằm bên trong những chiếc khẩu trang này. Và cô cũng thế. Chắc chắn một điều rằng các con không hề biết như thế này là đang bảo vệ chính bản thân các con. Và nếu như thế này, tất cả các cảm xúc của các con đều đã được lột tả và thể hiện rất rõ trên những khuôn mặt ngây thơ như thế này. Tuổi thơ của các con chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được những ngày đến trường như hôm nay. Và còn bao lâu nữa các con mới có thể đến trường an toàn. Thank you.